mua phở cho Su với Na, giờ mua xôi. Mua trứng cút về kho thịt. Giờ em sẽ ăn sáng, ăn xôi. Su với Na thì hồi ăn phở, uống sữa đậu nành. Su nó uống sữa đậu xanh đó. Mà chắc là Su nó phải uống sữa đậu nành hơn á. Cái hộp xôi này có 20 ngàn mọi người, mà nó nhiều cỡ này nè. Gần cái chỗ cái cô bán thịt, bán bánh mì á. Bán thêm xôi nữa, bán quá trời luôn. 20 cành. Chị Su mở cửa đi đổ ra. Na đi vô. Su cầm nguyên son luôn. Cầm cái kia rồi cầm nguyên son luôn. Không có để cầm cái kia trong cái son nhiều lắm. Cầm từ từ, cầm hai lần cũng được. Làm biến cầm một lần. Na là đây ăn nè. Ăn phở. Giờ trưa rồi nấu ăn. Kho thịt với trứng cút cho Su với Na ăn cơm. Trời ơi, em Lan qua cho bánh khọt nữa nè mọi người ơi. Hình như cái số có lọc ăn hết người này cho tới người kia cho. Đang chuẩn bị ăn chân gà, ngâm xả tắc đi, giờ có bánh khọt ăn nữa rồi. Su ăn không nè? Ủa, bánh này ngon nè Su. Bánh gì em? Bánh khọt. Ngon lắm. Bánh nó chấm với nước mắm nè. Su ăn nha. Gớm con. Một hũ sữa chua luôn. Nó tự múc nó ăn luôn. Ở đây nè, ở đây mình đút cơm ăn. Ăn. Ăn cơm chứ. Nãy kêu nè, ăn bánh khọt với chị Su mà nó không ăn miếng nào hết trơn. Nó thích ăn ăn sữa chua à. Em không ăn. Ăn chứ. Ăn một miếng chứ. Không ăn quýnh á. Nè. Nói miệng to ra. Yêu. Yêu cái gì nè. Yêu. Dễ vậy không. Tết. Cơm mà làm như cái gì á hủi. Vậy thôi, chở, đi bộ đi, dẫn em đi với. Su có tiền. Su không biết đâu có quá trời tiền luôn. Giờ Su lấy tiền, Su dẫn Na với anh Khoa đi mua bánh nè. Thấy Na cứ ghiềm ghiềm máy tính nên là chị Su kêu đi mua bánh để cho Na đừng có ấy máy tính nữa. Trời, giờ em phải dọn dẹp nhà mọi người ơi, tùm lum đồ hết trơn. À, em Na em bà giờ chị Su chỉ dẹp quá trần luôn rồi. Nó ngồi nó ăn mà thấy ghét dễ sợ. Chị Su đi mua bánh cho Na ăn nữa cả. Lấy tiền chị Su cũng ăn gì hết, chị Su mua cho Na ăn vậy á. Anh Khoa qua đây chơi, anh Khoa ngồi chơi. Nãy anh Khoa đi về.
Su xin chở anh A đi dân khoa. Giờ em tranh thủ em lau cái nhà ghé sạch sẽ thôi. Lau xong rồi Su với Na về, cho Na với Su ăn xong rồi tắm rửa cho Na với Su. Em ngọc lại, để em ngọc lại. Chị Su chở Na về gì rồi? Nghe tiếng con Na phải không ta? Ủa? Mới nghe tiếng con Na đây mà ta. Kỳ vậy? Nó nghe tiếng con Na với Su. Ơi, lúc đi thì chở lúc về có cái chừng hai đưa về nữa. Bà Su chở không nổi hả? Lên lúc đi chở nổi rồi lúc về chở không nổi. Lúc đi chở nổi nhưng mà lúc về chị hai kêu thôi vậy hai chở ra đi chứ. Đúng là kêu Su chạy được chứ nào cũng chạy được. Trời ơi chứ nãy chị hai về rồi, chị hai về rồi. Mẹ chứ nãy nó gặp bóng bóng nó định nhảy xuống máy á. Vậy hả? Nhét lại xe té rồi. Ngược lại quýnh nó một trận. Quýnh nó nữa hả? Sao quýnh em? Na đừng đừng có chị Su chở Na đừng có nhảy xuống nha. Ơi gọi đầu hả? Gọi đầu mẹ. À. Ủa hai đứa ăn gì bên bển rồi? Ăn cơm. Ăn no không? Không. Cũng vừa vừa hả? Na ơi chứ Na đi đã là Na đổi, gọi đầu hả? Ừ, ồ, bóng bóng bay hả? Nãy Na ăn được nhiều không Su? Na đâu ăn được gì đâu, nó ăn được 3-4 hạt. 3-4 hũ hả? 3-4 hộp. 3-4 hộp mà hả? Na ơi đi xuống ăn cơm đi rồi gọi đầu rồi tắm Su luôn, đi xuống mẹ bới cơm chăng? Cơm với trứng cút à, ăn với dưa hấu không? Mẹ lấy dưa hấu ăn. Sắp phải ăn. Sống á. Trời ơi, chạy xe đạp mà Na nó kêu nhém loạn xe. Vậy hả? Na kỳ quá à. Ê, đừng có bẻ đó, gãi. Gãi, gãi, đừng. Na nhỏ lì bà cố. Gửi cho Su, ăn cho Su gọi nhé. À với trứng cút với dưa hấu. À, trời nhớ. Hả? Để mẹ đút ăn nè. Con Na nó quất hai bình sữa xong rồi nó ói ra luôn nè, trời ơi. Su chơi với em nha, mẹ chở mẹ lao xong mẹ xuống với chị Ngọc nha. Dùa. Mở cho em coi. Nó mới ói nó mệt á. Gì? Ngủ đây. Mẹ. Kêu mẹ gì? Ngủ đây. Con heo nhỏ ngủ đi. Em Na bị bệnh rồi. Thôi không phải. Đi mua thuốc bên này. Giờ đi mua thuốc cho em Na.